nó đang quay đó. Đó, chế độ HD này, 1880 này, 1080 này nha. Nhưng mà bạn lưu ý này, khi mà xuống nước hoặc ở trên bờ thì một phút sau là nó, màn hình nó sẽ tự tắt. Và để làm gì? Để tiết kiệm pin, đúng rồi. Nếu mà biết nó còn quay hay không thì nhìn màn hình phụ. Đó, màn hình phụ này, bên này nó sẽ nhảy cái đồng hồ dây cho bạn nhảy này. Đó. Thank you.